Chiến Hữu xin chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện hôm nay, Chiến Hữu xin gửi tới quý thính giả truyện ngắn Con cá sông của tác giả Anh Đức. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tàu chúng tôi sau khi đưa chiếc thuyền buôn Thụy điển ra khỏi cửa bể thì neo lại là vì đến khuya chúng tôi còn phải đón một chiếc tàu liên xô vào cảng Lúc tiếng chuông trên tàu đánh lên báo hiệu neo đã thả xong thì vừa đúng 8 giờ tối. Tôi nhận phiên gác đầu. Tôi đem treo đèn mũi và đèn lái rồi đứng ngoài bong. Tất cả thủy thủ đều tranh thủ đi ngủ lấy một giấc. Chỉ còn lại có tôi và người thuyền phó. Người thuyền phó ấy tức là anh Năm Trường vốn đồng hương với tôi. Bóng tối đã buông xuống mặt bè từ lâu. Trước mặt tôi ngọn hải đăng long châu vẫn đều đều chớp lóe. Quanh chỗ tàu đậu và dọc về phía hòn sám bối chầu hiện ra nhan nhản những cánh buồm thuyền lưới. Mỗi chiếc thuyền lưới mang một ánh đèn nhỏ lặng lẽ lướt đi lướt lại trên mặt biển. Anh năm Trường bàn với người cấp dưỡng trên tàu là ông Tư Già, định gọi thuyền mua cá nấu cháo. Ông Tư cấp dưỡng đồng ý Tôi với anh Năm trưởng đi ra lái tìm gọi một chiếc thuyền ở gần nhất. Anh Năm bắt tay lên miệng gọi lớn, có tiếng người trên thuyền ơi ới đáp lại. Nhưng rồi không rõ vì sao, chẳng thấy một thuyền nào cập bến. May sao giữa lúc ấy có một chiếc hướng mũi trèo về tàu. Chiếc thuyền đó đi rất chậm, đôi lúc như vùng vàng định trả mũi, mãi sau mới cặp vào mạng tàu. Tôi cầm chiếc đèn bão dơ lên, trước mũi thuyền một anh con trai chạy ra bám vịn thành tàu. Đó là một anh thanh niên có đôi vai rất rộng. Bộ ngực anh ta nở căng cả áo và mái tóc anh ta đẫm nước. Sau lái thuyền, có một ông lão bịt khăn đầu dìu. Dưới chân ông lão là cái bếp lửa mới nhóm lên, cháy vần phần Anh năm trường vui vẻ hỏi vọng xuống. Có con cá nào ngon không anh bạn? Cho chúng tôi mua một con. Anh con trai không đáp Hất mớ tóc trên đầu Đoạn cúi rỡ sạp mũi Dưới khoang thuyền Tiếng cá cuỗi lạch bạch Những cây sống lưng cá to đen Và những vảy cá như bạc hiện ra lấp loáng trước mắt tôi Nhưng anh trai trẻ nọ Trông lầm lì quá Đôi bàn tay anh ta của quạng dưới khoang Chẳng mấy là nhanh nhẹn Xem chiều như miễn cưỡng nữa Sau cùng anh ta nhấc lên được một con cá song thực tình chẳng phải là con cá chúng tôi đang ao ước tí nào. Một con cá nhụ coi như mới chết, mình không được dịu. Tôi kêu lên. Con cá ấy bé quá, mà nó lại chết. Anh chọn cho tôi một con đủ trên 10 người ăn. Chúng tôi cần cá to và ngon để nấu một nồi cháo. Anh năm trường nói vào. Anh con trai đắp nho nhỏ. Không còn con nào to đâu, cũng thế cả thôi giọng nói của anh ta rõ là giọng nói của một người bán mà không thiết bán tôi lấy làm lạ quá rõ ràng vừa rồi dưới khoang thuyền có nhiều con cá trườn sống lưng rất to đâu phải tôi trông lầm tôi định nói nhưng chưa kịp thốt lời thì sau lái ông lão đã nói lớn có còn mấy con sông to các bác ạ à? vừa nói lão vừa bỏ tuông ra mũi tôi nhìn thấy lão rõ hơn đó là một ông lão khoảng trên 50 Đầu lão như húi chọc Tóc lún phún trổ ra ngoạm lấy mang tai Rồi gầy lão in dấu một vết sẹo to Như đường dao chém Người lão coi gầy nhưng cứng cáp Chiếc áo nâu ngắn tay đang mặc không gài cúc Để lộ ra chiếc thánh giá bằng đồng nhỏ buộc lùng lẳng trước ngực Lão nói như thét với anh con trai Chật, bắt cái xong ấy Gơm sao mày lại dâm dơ thế hơn." Anh còn chưa kịp cúi xuống khoang Thì lão huyết luôn củi tay vào người anh ta Và giật lấy chiếc vợt Nhanh như cắt Lão đã lùa ngay được một con cá vào vợt Và nhấc lên Tôi thấy một con cá song rất to đè chữ đáy vợt Thân con cá màu nâu sẫm điểm phần đen Mang nó thở đều đặn Và nơi mũi phì phò những bóng nước nhỏ Nằm trong lưới vật mà nó xòe cái đuôi ra to như một bàn tay răng rộng Thực là một con cá song đẹp đẽ anh năm trưởng trông thấy cũng ưng ý ngay nhưng anh ta đưa mắt nhìn anh con trai nọ bảo anh kia có cá to mà sao không muốn bán thế bộ anh cho chúng tôi không có tiền à cán bộ công nhân chúng tôi quả thực không giàu nhưng thừa sức mua mấy con cá của anh mà người thanh niên nọ ngước mắt lên lặng lẽ nhìn người thuyền phó chúng tôi có lẽ anh ta định nói gì nhưng ông lão đã quắc mắt nhìn cái tia sáng đôi mắt ông lão đã chặn lời anh ta Bây giờ thật bụng tôi cũng chẳng thương hại cho anh ta một chút nào Cái sự anh ta làm trở ngại việc mua bán của chúng tôi Thật là sai cuối hẳn đi rồi Thì anh ta còn định nói gì nữa kia chứ Ông lão hai tay chấp cái cán vật nâng lên Bộ điệu như vừa là để cho chúng tôi trông thấy tỏ rõ con cá Lại như vừa có vẻ xin lỗi Anh con trai bấy giờ trở nên một người vô phận sự anh ta bỏ ra sau lái Có vẻ như vẫn còn hậm hực điều gì Anh năm Trường hỏi ông lão giá cá bao nhiêu một cân Ông lão đắp mỗi cân ra cá một nghìn hai Chúng tôi thuận mua con cá ấy với giá sáu nghìn hai trăm đồng Ông lão đưa vợt lên Tôi đón lấy, lật vợt hết con cá xuống bong tàu Người đánh cá già sau khi nhận đủ tiền Thì xin buộc thuyền và mạn tàu để nghỉ nấu cơm Và đợi con nước khuya trên tàu tiếng rau thớt của ông Tư cấp dưỡng đã khua lên Tôi vào bếp bỏ thêm than vào lò chuẩn bị bắt nước Anh Nam Trường ngồi với tôi một lúc Trước khi xuống cabin ngủ Anh dặn tôi Hễ thấy tàu đến thì đánh chuông Chừng nào cháo chín Kêu tụi tôi dậy Chốc nữa thế nào anh cũng phải uống với tôi một cốc rượu Từ lúc anh xuống đây Tôi chưa được thấy anh uống rượu bao giờ Tôi cười không đáp Vặn cây đèn cho cháy sáng hơn rồi ra ngoài ngồi im, ngờ mặt nhìn trời. Đêm tháng 10, bầu trời lấp lánh các vì sao. Những ngôi sao có tên gọi cùng với những ngôi sao khác chiếu lên nền trời, thứ ánh sáng xanh dịu. Gió biển từng cơn từ khơi thổi vào, khiến cho tôi mát tỉnh người. Đêm sang thu ở cửa biển thế này thường gợi cho tôi nhiều mơ ước và cảm hứng muốn viết. Bên mạng tàu, ông lão và anh con trai đang hạ buồm xuống Ông lão ghi sợi dây luộc lòng Và anh con trai thì kéo sợi lèo trôn Trên thuyền Ánh lửa đã nhóm cháy sáng Tôi đưa mắt nhìn qua ánh lửa chập tròn soi dọi Thấy trong mùi có một bức tượng nhỏ Đức bà Maria Và chúa hài đồng tặc bằng đá xám Hơi bé và thô Đặt trên một cô con gái Ngồi cạnh bếp lửa Cô con gái ở biển Có đôi cầm tay đầy đặn Đôi gò má bầu bĩnh dám nắng Mái tóc cô cũng đẫm nước như anh con trai Cô ngồi bó gối vào lòng Nhẹ nhẹ đưa tay đun những que củi Đang cháy kêu lắc rắc Anh con trai sau khi xếp buồng trên mui xong Thì đến ngồi bên Anh ta lặng lẽ tựa lưng mình vào lưng người con gái Và duỗi hai chân ra Tôi đoán chừng họ là hai vợ chồng Anh con trai ngồi im như thế rất lâu Tôi nhận thấy cái khuôn mặt đó lầm lì thế nào Dường như anh ta có sự ấm ức trong lòng mà chưa bọc ra được Người con gái đưa mắt liếc nhìn Đoạn với tay lên mùi Lấy một chiếc khăn đầu vắt lên vai anh ta khẽ bảo lau đi cho khô tóc Anh chồng trẻ vẫn lặng thinh không đáp Thình lình anh ta hất chiếc khăn sang một bên Và nói chõ vào khoang Bố làm thế thì thật không còn mặt mũi nào Trong khoang có tiếng giảng hắng của ông lão Rồi tiếng ông lão nói ra Mày bảo sao? Hừ, tao làm cho tao ăn cả đấy Không phải chuyện bố ăn hay tôi ăn Lúc nãy tôi đã bảo bố đừng bán Thế mà bố chẳng nghe Bây giờ đã chót vậy Tốt hơn hết là đem số tiền bán con cá xong ấy Hoàn lại cho tập đoàn Tôi giật nảy mình Câu đó làm tôi hiểu ra Tôi có ngờ đâu con cá xong chúng tôi vừa mua Là của một tập đoàn phường lưới Thật chẳng rè câu chuyện bán cá đơn giản vừa rồi lại ẩn náu cái uẩn khúc như vậy tiếng ông lão rít lên mày nói gì thế thằng khốn không đời nào thằng già này chịu thế mày còn dại lắm con ạ à. không không thấy mình nói khí to sợ trên tàu nghe thấy lão liền hạ thấp giọng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng lão ta nói tiếp ai biết được chẳng có thuyền nào trông thấy đêm hôm tối tăm thế này anh con trai cười Hừ, hàng ngày bố mất cầu nguyện Chúa ở khắp mọi nơi Thông biết mọi sự đấy thôi Ông lão lặng im Anh con trai nói thêm Thế là bố đã không giữ điều răn thứ bảy của Chúa Anh con trai mới nói xong Thì người con gái quay mặt lại Cô ta lấy tay cố khẽ chồng cau mày Mày dạy lại tao đấy à Phải Kinh thánh có răn là không được tham của người Chúa dạy thế nhưng đó là chú dạy chớ lấy của người khác Mà tao Tao chẳng có lấy của ai sốt Của tao làm ra Tao có quyền bán đi Như vậy là tao không mảy may phạm tội tới điều răn của chúa Ông lão nói với giọng vừa tức giận Vừa hả hê Nói xong lão ngồi nhồm dậy Kế đó tôi thấy lão mò mẫm tim vật gì Lão với tay ra sau lái Nói Đốt tao cái đóm Cô con dâu rút một cọng đóm đốt trao cho lão Ông lão hút thuốc Ánh sáng que đóm bổng lên Tôi thấy cái ông điếu của lão hút thật to và dài Loại điếu của người miền núi Tôi chỉ thấy trong một dịp lên hoàng su phỉ Tiếng điếu rít lên ổng ọc Anh con trai lại nói Ăn cắp của một người đã có tội Ăn cắp của nhiều người càng có tội hơn Của tập đoàn là của nhiều người Chúng ta lấy phần của 120 thuyền Thế mà bố bảo là không có lỗi Ông lão bị con dồn vào chỗ thất thế Không lựa lời gì để nói được nữa Lão tựa lưng vào vách thuyền Hồi sau lão cất lên một tiếng thở dài não ruột Trong ánh sáng chập choạng Bóng lão nhổm dậy Hai tay lão cùa quặng về phía trước Nắm chặt lấy then thuyền Lão nói Giọng không quát tháo như lúc nãy Mà đành nghiến và kẻ lẻ Trước kia mày có biết đâu Tao với bố tao Không có như mày đối với tao bây giờ tao sống với bố qua những ngày cơ cực không sao nói xiết biển cả mênh mông này chỗ nào mà chẳng có pha mồ hôi của tao của bố chẳng phải đổ mồ hôi không đâu mà còn đổ cả máu nữa con ạ à. năm đó mày hãy còn bé và lại ở trên bãi mày không thể biết được một trận bão chưa từng thấy tao với bố đã chịu qua một đêm một ngày giữa biển và không sao bẻ lái như ý muốn cuối cùng thuyền dập vào bờ không phải là bờ cát đâu mà dập vào đá bố bị chết chuyến ấy người bị dập giữ đá với thuyền còn tao tao kịp nhảy ra nhưng vỡ đầu và ngất lịm đi vết sẹo trên đầu này của tao có phải là do tao đi ăn cắp ăn trộm bị người ta chém cho đâu không đó là vì tao vật lộn với miếng ăn để nuôi mày đấy bu mày cũng thế suốt đời cực khổ chẳng ngước mặt lên được đời tao với bu mày có biết ăn chơi đàn đúng như chúng mày ngày nay đâu Bu mày chết Mày làm gì biết được cái cảnh chết đau đớn ấy Chết vì ăn phải nhiều cá quá Dạo đó người ở Cát Hải ra luận Không có gạo ăn Cá mang lên trả đổi được gạo Tao cõng xác bu mày đi chôn Sức tạo yếu quá Đến nỗi không thể lê chân đi tìm được chỗ nào cao giáo Đành phải chôn bu mày ở đầu bãi Cái bãi mà bây giờ chiều chiều bọn bay Vẫn xi si nê xi si nước đấy Chuyện đó chắc mày đã nghe bà con nói Tao hình như chưa kể với mày một lần nào là vì tao không muốn nhắc lại làm gì nhắc lại mày nghe có thể có ích cho mày nhưng tao thì lại không chịu nổi sau khi bu mày chết tao sống một mình trơ trọi nhiều đêm chợt nghĩ tới chuyện cũ thì không sao ngủ được nước mắt cứ trào ra mặt khác lại không yên thân với chủ thuyền chiếc thuyền dập nát trong trận bão biển năm đó nào có phải của tao đâu của thằng mã chiếm đấy chứ thế là phải làm trả nợ suốt hai năm đấy con ạ à? Nào ngờ vẫn không chết Sống qua khỏi cái năm đói ghê gớm nhất Rồi lần lần tách ra khỏi sợi dây thòng lọng Của thằng mã chiếm Trong lên cổ tao suốt 19 năm trời Lần hồi tao dành dụng sắm được thuyền Cùng đi lưới chung với bà con Cho đến nay tao 55 tuổi Mới nhẹ thở được một tí Nếu chúa không thương xót Thì còn gì thân tao Và mày cũng không được khôn lớn như ngày nay Thế mà ngày nay Chính mày lại làm cho tao ngạt thở Lúc nãy Mày làm nhảm những gì thế hả Chịu thôi Mày đối với tao thật không bằng người dưng kẻ trợ Cầu chúa tha tội cho mày Trên bong tàu tôi cúi nhìn xuống Dưới ánh sao đêm mờ nhạt Ông lão quỳ một gối chân Đang giơ tay lên ngực Lên chán làm dấu Giữa lúc ấy tôi nghe vẳng Tới một tiếng nước nở Đó là tiếng khóc của người con dâu Cô ta ngừng cởi than Úp hai bàn tay vào mặt đôi vai khẽ rung lên anh con trai không động đậy rõ là anh ta đang đứng trước một cuộc phản công hết sức mãnh liệt lời lẽ nửa đây nghiến nửa thở than của bố già ấy đã đưa anh vào một tình thế khó tháo gỡ người bố từ chỗ trước kia bị thất thế giờ hóa ra chủ động rõ ràng ông ta đang đưa con mình vào một chỗ đã định bắt người con trai trẻ dừng lại ở đó mà suy nghĩ mà đắn đo để rồi uể oải không cất chân bước lên được nữa. Tôi miết chặt hai ngón chân cái xuống sàn tàu, dán mắt lo lắng nhìn về phía anh bạn trẻ của tôi. Lưng anh ta vẫn dựa vào vai vợ, nhưng hai chân từ từ co lại. Anh ngồi im như một bức tượng, chỉ có đôi lông mày hơi nhíu và đôi mắt mở trừng trừng, long lanh động ánh than lửa từ bếp hát lên. Tôi không rõ anh ta đang nghĩ gì, điều chắc chắn là tâm trạng anh ta không được bình thường Tôi chợt thấy anh ta thúc nhẹ khủy tay vào sườn vợ Chừng như bảo vợ nín đi Đừng có khóc nữa Rất lâu sau dưới thuyền vẫn im lìm Tiếng sóng đều đều vỗ ọp vào mạn thuyền và tàu Càng làm cho sự yên tĩnh lộ rõ hơn Anh con trai từ lúc nghe gọi nhắc về Cái quá khứ cũ của bố mẹ Vẫn cứ ngồi im phăng phắc khiến tôi sốt ruột Nhưng tôi vẫn kiên trì chờ đợi và hy vọng bấy giờ tôi thấy hết sức cần đòi hỏi ở anh con trai ấy một câu nói cái câu nói của anh và của chính lòng tôi đang mong đợi cốt sao anh ta đừng tạo một sự căng thẳng đừng làm cho người vợ yếu lòng kia phải cất tiếng khóc một lần nữa thời gian trôi qua rất chậm và nặng nề vẫn không thấy anh con trai hé miệng tôi sắp sửa nản lòng thì người con trai ấy đã lên tiếng nỗi khổ của bố ngày xưa tôi rõ lắm bố ạ à khi bố nhớ lại những cảnh ấy thì bố có nghĩ là tại sao bây giờ bố được dễ thở không chẳng nhẽ bố lại không nhớ vì thế nào nhờ ai mà thằng mã chiếm nó chịu buông cái sợi dây thòng lọng của nó ra hay sao bố cứ nghĩ xem tôi thở phào nhẹ cả người anh con trai đã nói lên cái câu nói mà chỉ có trong lứa tuổi anh mới nói được lời nói khiến ông lão im đi một chập rất lâu không đáp tôi bỗng nghe từ dưới cabin có tiếng chân người đi lên thì ra anh năm trường anh đến bên tôi khi anh sắp mở miệng định nói thì tôi đã kịp giơ tay chặn lại tôi kéo anh đi về phía mũi anh năm trường lo lắng hỏi cái gì thế anh tôi nói chuyện gác thì không có gì xảy ra nhưng có chuyện này rồi tôi thuật lại cho anh nghe câu chuyện giữa bố con ông lão thuyền cá cuối cùng tôi chép miệng bọn mình cũng sơ suất Lẽ ra phải hỏi cẩn thận rồi hãy mua Không hề gì Và lại mình có biết đâu Giờ cá đã sắp ăn rồi Không thể trả lại được Nói đoạn Anh Năm Trường bảo tôi cùng đi với anh lại chỗ chiếc thuyền buộc Đến nơi tôi với anh im lặng ngồi nép xuống Dưới thuyền Ông lão vừa hút xong một hơi thuốc lào nữa Rồi ngả lưng nằm xuống Đằng lái anh con trai đã xây lưng lại Anh ta đưa tay vuốt làn tóc ướt của vợ Vợ anh đã thôi khóc Ngồi yên cho chồng mân mó tóc mình Một lúc sau chị rũ nhẹ mái tóc Nuôi húi tìm đèn đốt lên Chị lấy đũa cả giả vung sới cơm Mùi cơm nếp bốc thơm ngát Đến tận mũi chúng tôi Chị ta bày ra trên sạp lái Một chiếc mâm gỗ Trên có đặt ba cái bát Và một con cá nhụ nước Chị dưới người vào khoang nói Bố ra xơi cơm Cứ ăn đi Bố chưa đói đâu Ông lão đáp Người con dâu lộ vẻ không yên tâm Chị ta lo bố chồng còn giận Nhưng anh chồng đã nhắc trên giá xuống Một chiếc bát to Anh xài một nửa con cá Và xới cơm nếp Cẩn thận để riêng ra Anh đưa mắt ra hiệu bảo vợ ăn Hai vợ chồng cùng ăn với nhau Anh con trai ban đầu còn cầm đũa Về sau cứ vắt xôi trong tay mà ăn ngô nghiến Chị vợ thì ăn nhỏ nhẹ Từng miếng một Chốc chốc chị liếc chồng Và nâng bát che nụ cười tủm tỉm Bỗng ông lão lên tiếng chừng như sau bao nhiêu lâu nghĩ ngợi Tuổi già như tao không hề quên tạ ơn ai bao giờ Nhưng có cái tao nghĩ mãi chẳng ra Đảng và chính phủ bày ra cái tập đoàn làm gì nhỉ Nói thật tao có thích vào tập đoàn đâu Tao mà vào tập đoàn là tại mày Là vì tao không chịu nổi cái miệng thế Có ngày đây rồi không dư giả đâu mà góp nuôi cha xứ được Sao lại không Mấy tháng này cha vẫn sống đầy đủ đấy chứ ông lão im đi một chập hồi sau nói ngày mai chủ nhật thuyền về bến quảng tao cấm mày nói ra điều gì đấy nghe không ngày mai tôi có việc bận lên thị xã đấy bố ạ à. việc gì tôi đi họp thanh niên ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên thế mày không đi lễ à mà thôi cũng được đã đi họp thì đừng đi lễ anh con trai trả lời tôi đi họp nhưng tôi cũng không bỏ lễ đi đâu thì đi nhưng giữ cẩn thận cái mồm anh đấy nếu nhỡ bà con biết thì sao làm thế nào mà biết được anh con trai ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo bố nên nghe tôi tốt hơn hết là đem trả số tiền bán cá lại cho ban quản trị tập đoàn đi bố ạ à. câu nói cuối của anh con trai như lời tuyên bố cuối cùng như một tiếng chuông đánh vang lên lần chót chúng tôi nghe thấy hình như ông lão giết chặt hai hàm răng lại anh Nam Trường đập nhẹ vào vai tôi một cái Tôi đình ninh là nhất định hai bố con sẽ cãi nhau to Cô con dâu cũng quả có nỗi lo như tôi Chị ta phát nhẹ tay vào lưng anh chồng Môi bậu lại May sao giữ lúc đó trên mặt biển có tiếng động cơ Tôi khều anh Nam Trường nói khẽ Tàu đến Anh Nam Trường đứng lên nhưng lắc đầu nói Không phải Chiếc Maya Skopki chưa đến đó là chiếc vĩ ngư của trung quốc đi đánh cá về tàu chạy ngang mặt chúng tôi về mé phải có lẽ tàu đánh được nhiều cá lắm nên trông rất khẳm anh con trai nọ buông câu chuyện đang nói với bố mải lo nhìn tàu ánh mắt anh lộ vẻ thèm thuồng tàu chạy khỏi rồi anh bảo vợ thích thật giá mà cho tớ được đi đánh cá trên tàu thì tớ đi ngay thì anh cứ đi đi có ai buộc chân anh ở thuyền đâu ông lão xen vào Ngờ một lúc lão tiếp lời mà cái thứ như anh người ta cóc có cần anh đi tôi đây cũng chả thiết anh ở đây anh chỉ độc làm khổ tôi anh con trai nghe bố nói thì vùng cười không có tôi bố sẽ ra khỏi tập đoàn chứ gì không biết thế thì tôi chẳng đi đâu cả chừng nào bố thích được cái tập đoàn đó thì chừng ấy tôi mới đi ma quỷ mày bất hiếu bất mục thế thì chúa không chứng cho mày đâu sao bố nói sao anh con trai hỏi lại tao nói chúa không chứng cho mày mày mà cứ thế thì rồi mày chết xa địa ngục anh con trai bèn cười nữa và nói chưa biết ai xa địa ngục đấy tôi thì tôi cứ thẳng một mạch lên thiên đường cho bố xem hai bố con cứ thế mà nói không khí dưới thuyền đã trở nên dễ chịu hơn dẫu sao có một trận cãi vã họ vẫn là bố con ruột thịt với nhau nhưng riêng tôi tôi cảm thấy cuộc cãi vã ấy đến đây chưa phải là đã kết thúc từ lời nói đến việc thực hiện được ý muốn người con sẽ còn phải vượt qua bao nhiêu khó khăn nữa tôi hình dung nỗi khó khăn ấy mà lo thay cho anh nhưng bây giờ tôi trông anh có vẻ ung dung chứ không vội vã sau khi thôi nói với bố anh ta day qua cọ cọ lầm lên đôi vai tròn trĩnh của vợ anh áp miệng nhá nhá hàm răng lên cái đôi vai đó Chúng tôi không nghe họ nói thêm gì nữa Vừa lúc ấy Chợt có tiếng người cấp dưỡng gọi Cháo đã chín Bay mùi hành thơm phức Tôi với anh Năm Trường rời chỗ ngồi Đồng hồ tàu điểm 11 giờ Tôi xuống cabin đánh thức anh em dậy Chốc sau chúng tôi đã quây quần Ở quầy lái Múc chuyên tay nhau những bát cháo cá tươi Anh Năm Trường đem chai rượu ra Rót vào những chiếc cốc xứ nhỏ Trước khi ăn Chúng tôi mời ông lão thuyền cá Ông lão từ dưới thuyền đáp Cảm ơn các bác Chúng tôi vừa mới lỗi cơm xong Anh Nam Trường bưng một cốc rượu Bước ghé ra mời ông lão Nhận ra rượu Ông lão cảm ơn nhiều lượt Rồi hai tay đỡ lấy cốc rượu Uống thẳng một hơi Uống xong lão khà một tiếng khoái trá Anh Nam Trường lại rót một cốc khác Nói rõ là mời anh con trai Nhưng anh ta lắc đầu tôi không biết uống đâu sao lại không uống đi chứ một hớp thôi và mặc dù anh con trai từ chối người thuyền phó vẫn nài anh ta uống cho được ông lão chuyển cốc rượu ra sau lái với vẻ mặt ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của người thuyền phó đối với con mình người con gái e thẹn tiếp lấy cốc rượu nơi tay ông lão đưa lại cho chồng anh con trai không từ chối được bưng lấy cốc tôi mỉm cười nhìn anh bưng cốc rượu uống hẳn chỉ có riêng tôi với anh năm trường là hiểu được ý nghĩa của cốc rượu tặng ấy sau đó chúng tôi cùng húp cháo nóng một cách ngon lành những gương mặt của thủy thủ ngồi quanh tôi đều đỏ hồng lên trên trán họ lấm tấm diện ra những giọt mồ hôi nhỏ lúc sắp ăn xong đồng chí hoa tiêu kêu lên tàu đến kia rồi tôi buông thìa cháo đang ăn nhìn ra khơi quả nhiên thấy có ánh đèn tàu xuất hiện ở cuối mặt bè đồng thời chợt nghe từ phía ấy phát lên những tiếng nổ rất ấm. Vô số những pháo hoa xanh đỏ vàng từ tàu Maya bay vọt lên không trung. Chúng tôi gieo họ thích thú. Mọi người đều hiểu, đêm nay đúng là đêm kỷ niệm cách mạng tháng 10. Các thủy thủ Liên Xô bắn pháo hoa để chào mừng ngày lễ lớn. Ánh đèn tàu Maya mỗi lúc một đến gần. Đèn tàu sáng rực như đèn điện ở một vùng phố nhỏ. Tôi đến cởi hộ dây cho chiếc thuyền lưới ông lão gò lưng kéo mạnh sợi dây buộc lòng cánh buồm nâu từ từ bị lổi sảnh lên tiếng chuông trên buồng lái reo giật ống khói tàu khọt kẹt như người hắt hơi chiếc thuyền lưới tách ra khỏi tàu xa dần tôi chỉ còn vừa kịp nhìn thấy chiếc lưng vạm vỡ và đôi vai rộng của người con trai rồi bóng thuyền khuất mất trên mặt biển tối tôi bảo anh năm trường anh năm à tôi e rằng bọn mình vừa rồi ăn phải mấy miếng cá không được xã hội chủ nghĩa lắm Người thuyền phó đồng hương của tôi đáp Tớ thì tớ nghĩ khác Tớ tin là anh con trai sẽ thắng ông bố Bây giờ tiếng máy khởi động mạnh Làm thành tàu rung lên Đèn tàu bật sáng Chân vịt sau lái bắt đầu khối nước ổng ổng Tàu chúng tôi quay mũi Nhằm hướng trước Maya Skoky mà chạy lướt tới Tôi đưa mắt nhìn từng chùm pháo hoa ngũ sắc đang bay múa tuyệt đẹp từ trên lưng chừng không là là buông xuống chiếu sáng những ngọn sóng hình lưỡi búa trước mũi tàu sóng nước bị rẽ ra vỡ tan đầm đìa ánh sáng còn các vì sao xanh biếc trên trời kia thì cứ như là cùng lướt đi theo tàu chúng tôi không đành lòng tạm biệt Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe xong chuyện ngắn Con cá sông của anh Đức. Sau đây là một vài cảm nhận về tác phẩm này. Chuyện ngắn Con cá sông của anh Đức kể về cuộc gặp gỡ giữa những người thủy thủ trên một con tàu neo đậu và hai cha con người đánh cá. Câu chuyện xoay quanh việc mua bán một con cá sông. Từ đó hé lộ những góc khuất trong cuộc sống của người cha đánh cá già và những suy nghĩ của người con trai trẻ về sự trung thực về bổn phận với gia đình và tập thể. Xuyên suốt câu chuyện là sự rằng xé nội tâm của người con trai trước những mâu thuẫn giữa những mong muốn của bản thân và trách nhiệm với tập thể. Bằng việc lồng ghép khéo léo những chi tiết về cuộc sống đời thường của những người lao động, tác giả đã gợi mở nhiều vấn đề về đạo đức, về cách sống trong một xã hội mới. Chuyện ngắn con cá sông mang đậm tính hiện thực phê phán phản ánh những vấn đề xã hội việt nam thời kỳ sau chiến tranh tác phẩm khắc họa rõ nét sự khác biệt trong suy nghĩ và cách nhìn nhận về cuộc sống giữa hai thế hệ người cha mang nặng những ám ảnh về quá khứ cơ cực lựa chọn cách kiêm sống bằng mánh khóe dù biết là sai trái người con sinh ra và lớn lên trong thời bình lại có ý thức về lẽ phải và trách nhiệm với cộng đồng những sức mạnh của sự tha thứ cuối cùng đã chiến thắng dù có những tranh cãi gai gắt cuối cùng tình cảm cha con vẫn là sợi dây kết nối hai nhân vật nhà văn anh đức đã xây dựng tình huống chuyện tự nhiên diễn biến bất ngờ nhưng lại rất hợp lý tạo nên sự hấp dẫn cho người đọc ông cũng đã rất thành công trong việc khắc họa diễn biến tâm lý phức tạp của các nhân vật đặc biệt là người con trai và đặc biệt ngôn ngữ trong chuyện mang đậm chất miền biển tạo nên sự chân thực cho tác phẩm. Cuối cùng truyện ngắn Con cá sông là một tác phẩm giàu giá trị nhân văn. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là câu chuyện về hai cha con người đánh cá mà còn là lời suy ngẫm về những vấn đề xã hội, về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Thưa quý vị, buổi đọc truyện hôm nay của Chiến hữu đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.